Lee Seung Gi gặp khủng hoảng nghiêm trọng sau khi kết hôn bị nhiều người hâm mộ quay lưng với nam diễn viên nổi tiếng. Là một trong những nam diễn viên nổi tiếng được khen ngợi là chàng rể quốc dân, trong những năm gần đây, Lee Seung Gi đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp. Với khả năng diễn xuất ấn tượng, gia tài phim ảnh đa dạng, khả năng ca hát xuất sắc và đời tư trong sạch, Lee Seung Gi đã nhận về nhiều sự ủng hộ, yêu mến. Tuy nhiên, sau khi kết hôn, danh tiếng của Lee Seung Gi dần giảm sút trong lòng khán giả. Buổi concert gần đây của anh ấy ở Jakarta, Indonesia đã ghi nhận lượng khán giả tham gia thấp với nhiều ghế trống trên khán đài. Nam diễn viên Vagabond hiện đang bắt đầu chuyến lưu diễn châu Á The Dream or S-Dream. Khung cảnh tại địa điểm khiến cho nhiều người hâm mộ lo ngại. Dù là sự kiện fan meeting quy mô khá nhỏ nhưng concert của Lee Seung Gi không thu hút được khán giả. Concert có nhiều ghế trống, phần lớn người hâm mộ tập trung ở khu vực giữa khán đài. Tình trạng một đêm diễn của ngôi sao hạng A rất được yêu thích nhưng lượng vé bán ra lại thấp khiến công chúng đặt ra nhiều câu hỏi. Những màn trình diễn trước đây của Lee Seung Gi cũng từng đối mặt với thử thách tương tự. Ngay cả concert được tổ chức tại Hàn Quốc với sức chứa chỉ khoảng 477 chỗ ngồi, khá nhỏ so với những concert trước đó, Lee Seung Gi cũng không thể bán hết vé. Thay vì cảm thông hay tiếc nuối, phản ứng của cộng đồng mạng lại tỏ ra khá thờ ơ. Điều này cho thấy danh tiếng của Lee Seung Gi với tư cách là một nghệ sĩ đã giảm sút. Sau đám cưới với Lee Jae-in, Lee Seung Gi vấp phải làn sóng phản đối của đông đảo người hâm mộ. Là ngôi sao nổi tiếng với cuộc sống cá nhân và sự nghiệp không scandal, việc Lee Seung Gi quyết định kết hôn với Lee Jae-in trở thành chủ đề gây tranh cãi nhất. Nguyên nhân đằng sau việc này liên quan đến tai tiếng liên quan đến thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo của gia đình Lee Jae-in.